Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con nặn chú mèo tinh nghịch. Để nặn được như cô, các con hãy chuẩn bị cho cô một hộp đất lặn đấy các bạn nhé. Cô chọn màu vàng này. Cô cắt một hình khá dài để làm thân, một đoạn để làm đầu, và cô chia làm thành 4 phần nhỏ để làm chân của con mèo đấy các bạn ạ. Và một phần để làm đuôi. Phần thân của mèo cô ve tròn lại ở phần gấp khúc ngoài. Đấy, cô ve tròn lại. Đấy, để tạo cái độ tròn cho thân mèo. Khi được rồi này, cái phần đầu thì cô ve thật tròn lại. Tròn như viên bi các bạn ạ. Đấy, vậy là cô được phần đầu của mèo rồi. Tiếp theo, cô nặn một hình tam giác. Đấy, để làm tai của mèo. Một hình này, hai hình, và cô gắn vào đầu mèo. Vậy là cô được đầu mèo rồi các bạn ạ. Cô gắn phần thân mèo vào đầu mèo. Đấy, cô cố định lại. Các con có thể cố định bằng tăm các bạn nhé. Sau đó cô ve tròn để làm đuôi mèo. Và cô ve tròn 4 cái chân. Đấy, để tạo thành 4 cái chân của con mèo đấy các bạn ạ. Khi được 4 cái chân này, được đuôi rồi thì này, cô gắn phần đuôi vào phần thân của mèo. Đấy, cô gắn phần thân vào phần đuôi. Cô miết lại thì nó sẽ gắn kết các bạn ạ. Và cô tạo dáng cho đuôi mèo. Sau đó, cô gắn 4 chân mèo vào phần thân mèo. Cố gắng cô miết lại các bạn nhé. Miết lại để cho khối nó đông kết vào nhau. Đấy, cố gắng cô miết lại này. Đất lặn rất dễ sử dụng cho các bạn ạ. Vậy là cô có hình con mèo rồi đấy. Và bây giờ là cô sẽ trang trí này, mắt, mũi, miệng này, cho con mèo thêm sinh động các bạn ạ. Cô có thể tạo dáng theo ý thích phần đuôi của mèo nhé. Sau đó, cô có thể trang trí cho chú mèo này là phần màu nâu để tạo thành cái viền lông các bạn ạ. Cho thêm đẹp. Cô gắn phần màu nâu này vào phía bên trên này, trên mặt này. Và cô sẽ cố gắng là làm cả phần đuôi, phần thân, chân mèo nữa. Các bạn thấy không? Thấy chú mèo của cô có đẹp không? À, đang rất là đẹp rồi các bạn ạ. Đấy. Khi trang trí cô chỉ cần một chút đất lặn nhỏ nhỏ thôi, và cô ve bằng hai đầu ngón tay để tạo thành hình bẹt bẹt tròn tròn ấy. Và cô ấn bẹt lại và cô gắn lên phần trang trí cho thân mèo. À, vậy là cô đã hoàn thành rồi đấy các bạn ạ. Ô, con mèo của cô thật là xinh quá. Các con đã sẵn sàng làm đẹp như cô chưa? Cô tin là các con sẽ làm được đấy. Chúc các con thành công.